Xin mời về chỗ, mời quý vị về chỗ. Riêng anh Việt Thải xứng lại đây. Và thưa quý vị, tôi muốn giới thiệu một người mà với bản thân tôi rất là coi như là ngưỡng mộ. Tại vì như thế này, anh Trần Việt Thải là người đã bị qua hai cơn stroke và hai lần coma, tức là coi như trong tình trạng là hôn mê. Nhưng mà với một sức sống mãnh liệt, anh đã vượt qua tất cả và anh là người hoạt động rất là tích cực trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng như văn đàn Đồng Tâm. Và ngày hôm nay anh cũng là một trong những người trong ban tổ chức của đêm nhạc ngày hôm nay. Xin mời anh Việt Hải có đôi lời với tất cả quý khách ngày hôm nay cũng như đôi lời tâm tình với anh Vũ. Xin mời anh Việt Hải. Cảm ơn anh Thương. Lời đầu tiên Việt Hải xin kính chào tất cả quý vị quan khách đã họp mặt ngày hôm nay vì anh Vũ và gia đình của anh. Việt Hải cũng xin cảm ơn các đoàn thể đã hiện diện ngày hôm nay như là Văn Bút, Tây Nam Hoa Kỳ, nhóm Tiên Lòng, Hội Kim Hoàng, nhờ Văn Gọi Đàn và nhiều đoàn thể khác mà vẻ không nhớ tên hết. Vẻ cũng xin cảm ơn các anh chị trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Và trong đó có những đồng chí về vẻ là Lê Thế Vinh và Cao Hưng. Xin mời hai em Hưng và Vinh trở lên với anh. Và anh Tuấn, anh mời ba em lên đây với anh. Thưa quý vị, Vệ Hải cách đây 10 năm, năm 2000, lý do Vệ Hải chết rồi. Vệ Hải bị tai biến mà nó rất tăng lý đã chết rồi. Nhưng từ lúc qua được cơn bệnh, Vệ Hải có một ước nguyện là dùng thời gian còn lại để giúp đỡ những người ngặt nghèo như mình đã trải qua. Ngày hôm nay Vệ Hải đứng đây vì anh Vũ, và kế bên anh Vũ có một người bị ung thư và đã qua được cơn ung thư. Đây là cái gương cho anh Vũ thấy, như là anh nhà văn Nguyễn Vũ và vừa nói, đó là nhạc sĩ Minh Tuấn. Anh đi ra anh cũng đã mất rồi, nhưng ngày hôm nay anh còn đứng đây với chúng ta. Đây là cái gương để cho thấy rằng anh Vũ phải sống như là anh Vũ vừa nói. Anh xin anh phải sống, và chúng tôi, tất cả chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh hàng ngày hàng đêm. Thì nếu tuần tới mà anh có vào đi chemo, xin anh nhớ rằng chúng tôi không bao giờ quên anh và chúng tôi sẵn lòng đi xem anh. Đó là cái điều ước nguyện với tôi đến sau với anh và các cháu. Và xin dứt lời. Thì chúng ta có thể về chỗ ngồi dẫn. Và thưa quý vị, chúng ta như thấy anh Trần Việt Hải là coi như anh đã cố gắng, anh nói như vậy là rất là lưu loát. Tại vì sau cái lần, hai lần coma của anh đã không nói được nữa cơ. Anh không nói, nhưng mà qua sự cố gắng của anh và bây giờ anh dần dần bình phục và anh nói được những cái lời chia sẻ đối với anh Vũ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục vào chương phần văn nghệ của đêm hôm nay. Phần văn nghệ hôm nay thì đặc biệt là do sự đóng góp của trường cụ học sinh trường trung học Phan Bội Châu cũng như là của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, trong đó có thể có một vài anh em trong nhóm Sông Dinh hay là Gọi Đàn, tôi không được là nhớ rõ, nhưng mà chính là do anh chị em ở bên trường Phan Bội Châu cũng như là câu lạc bộ tình nghệ sĩ, và người điều khiển, hai người điều khiển chương trình ca nhạc ngày hôm nay đó là, chúng tôi xin được giới thiệu cô Vũ Minh Phương và anh Bửu Tịnh. Xin mời hai MC phụ trách chương trình ca nhạc ngày hôm nay, xin mời cô Vũ Minh Phương và anh Bửu Tịnh. Cảm ơn anh Khiếu Long và tất cả anh chị em. Xin mời người nữ MC duyên dáng hôm nay, đó là Minh Phương. Minh Phương có để ý rằng là tất cả quý quan khách hôm nay ở đây, cũng như là hai anh em mình, tất cả chúng ta đều có một cái nơ màu xanh, có người màu đỏ. Thì nó có cái ý nghĩa gì hả Minh Phương ạ? Trước khi trả lời cái câu hỏi của anh, thì trước hết Minh Phương xin kính gửi một lời chào thật trang trọng và hân hoan nhất đến toàn thể quý vị quan khách, các quý bậc trưởng thượng, các quý vị giáo sư cũng như các anh chị em cựu học sinh của trường Phan Bội Châu,
và các anh em của câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng như các ca nhạc sĩ và các thân hữu của ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên chắc chắn phải là lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả của quý vị. Bởi vì chính sự hiện diện này không những quý vị đã đến đây với một tấm lòng, với một ân tình, mà quý vị đã đang mang đến cho căn phòng này một niềm tin thật vững chắc, một mùa xuân thật là rạng rỡ và một sức sống thật mãnh liệt trong căn phòng này. Và chắc chắn là đó cũng nằm trong cái ý nghĩa của cái nơ mà mình đang đeo trên người, phải không anh? Thì nếu mà mỗi chúng ta đều có cái nơ thì chắc là chúng ta đang ở trong gia đình của anh Don Võ. Vì chúng ta đến hôm nay một buổi chiều thứ sáu có thể nói là rất là vội vã, nhưng mà cái nơ tình thương này để là cái động lực để cho chúng ta, tất cả chúng ta có mặt hôm nay. Cái người MC chính tối hôm nay là anh Kiều Long và Minh Phương ở đây, nhưng mà riêng cá nhân tôi thì phụ trách về trưởng ban tài chánh. Do đó hồi nãy giờ là ra riết để mà kêu gọi vấn đề đóng góp, vấn đề mua vé số. Thì thông báo một lần nữa là ban vé số vẫn còn và sẽ đi thêm một vòng nữa vì một số khách đang mới tới. Và chúng ta chỉ còn vỏn vẹn như là có 4 món quà để mà mua bán, để mà gây quỹ. Thì xin mời các anh chị có thể quá bước lên đây để mà mua 4 món quà còn lại. Còn riêng là cái quà sổ số thì hồi nãy mình cũng có thông báo rồi. Thì đó là hai cái tấm gương rất đẹp mà có thể chúng ta gắn ở phòng tắm hay là phòng của mình trang điểm. Mà cái này hình như đẹp hơn ở Home Depot hay là Lô. Dạ thưa anh, rằng là cái quan trọng rằng là khi mà mình có cái tấm gương đó, mình nhìn mình á, mình có thể đẹp hơn bình thường không mới là quan trọng, phải không anh? Quý vị có đồng ý như vậy không ạ? Dạ. Nhưng mà Minh Phương biết không, có nhiều người á, người ta không phải nhìn cái gương mà người ta dán một cái hình ông Brad Pitt ở trước mặt, mỗi lần sáng ông vào ông vào ông thấy ông. Dạ, thưa anh thấy mình đẹp trai hoài. Thưa anh Kim Cương chỉ thấy rằng là đêm hôm nay cái quan trọng nhất là mình mang tình thương, và một cái tình thương phải được cần sự hỗ trợ, đó là tài chánh để giúp cho anh Don, để anh Don Võ ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thì để không mất thì giờ nhiều của quý vị, chắc chắn ngày hôm nay mà Kim Minh Phương thấy rằng là một cái chương trình văn nghệ Phương thấy vô cùng là phong phú. Cái phong phú đây là không những là các ca nhạc sĩ đã đến đây với một con tim, mà còn đến đây với một cái bầu nhiệt huyết đối với tình bạn hữu, tình bạn bè. Và chính những cái bầu nhiệt huyết này đã làm cho chúng ta ngồi lại với nhau. Anh có đồng ý điều đó không? Trước khi chúng ta đi thêm vào chương trình. Dạ. Tuy nhiên là một cái buổi cơm tối, nhưng mà thật sự là một số anh chị em ở trung tâm Asia nghe cái tin này cảm động và cũng có đến. Hôm nay chúng ta đã có nhạc sĩ Ngọc Trọng đã có mặt ở tại đây. Nhạc sĩ, ca nhạc sĩ Diệu Hương. Các quý vị cho phép Minh Phương đọc một cái đoạn viết thật ngắn nhưng thật là cảm động đối với anh Don Võ. Một cái đoạn viết của một người có một cái tâm hồn đẹp như màu phượng tím ở Cali. Kính thưa quý vị, tuần trước nhận được email của Thúy Vinh, chị viết: chiều Cali hôm nay, mặt trời vẫn còn vương vấn như những tàn cây phượng tím, gió lành lạnh. Thúy Vinh lái xe đến thăm anh Don Võ và cháu Thủy Tiên, cô con gái 13 tuổi của anh. Biết nói gì đây? Thúy Vinh chỉ im lặng nhìn anh ho, nhìn làn da sạm đen của anh, sao cô quạnh và lặng lẽ quá. Thúy Vinh muốn làm một điều gì đó, như là viết xuống những cảm nghĩ của mình để chia sẻ với tất cả các bạn trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Các bạn ơi, chúng ta nên làm những điều anh mong ước. Một mong ước rất đơn giản cho tình người, đó là gặp lại bạn bè trong đêm nhạc tình thương dành cho anh. Anh muốn tất cả mọi người đều vui hát. Anh muốn sống với các con. Anh muốn nhìn thấy chúng trưởng thành trong nửa mái ấm gia đình còn lại của anh. Tội anh quá. Ngày nào bóng hạnh phúc bình thường trong tầm tay, sao đêm nay cũng xa vời vợi. Thúy Vinh không muốn nghe nữa.